Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Vinlex nghỉ Tết hơn phạt bất ngờ cho cầu thủ tăng canh. Nghỉ Tết sớm để phòng chống dịch Covid-19, nhưng các cầu thủ Vinlex nếu lơ là tập luyện lập tức chịu nhiều hình phạt trong ngày hội quân. Liên Nguyễn Bùi Tiến Dũng tăng canh bị phạt tiền. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chính thức cho các cầu thủ xả trại nghỉ Tết Nguyên đán vào ngày 3 tháng 2, toàn đội được nghỉ Tết 14 ngày và đây là khoảng thời gian mà ban huấn luyện đội bóng lo nhất. Ngoài việc phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, các cầu thủ phải duy trì tập luyện để đảm bảo phong độ thể trạng tốt nhất, luôn sẵn sàng trở lại thi đấu khi kết thúc kỳ nghỉ. Ngoài việc trông chờ vào ý thức tự giác, sự chuyên nghiệp của các cầu thủ, ban huấn luyện câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra hình thức phạt tiền với bất cứ ai tăng canh. Cơ thể Liên Nguyễn Bùi Tiến Dũng nếu phần ra 1 kg sẽ bị phạt 10 triệu đồng. Tôi chỉ muốn các cầu thủ ý thức hơn về trách nhiệm với cơ thể của mình. Bên cạnh đó phải có chế độ ăn uống, tập luyện phù hợp trong giai đoạn nghỉ Tết này. Ai cũng biết một năm chỉ có một lần dịp Tết, bất cứ ai cũng muốn vui vẻ. Nhưng bên cạnh việc vui thì phải chú ý tối đa tới cơ thể của mình, huấn luyện viên nói. Phạt tập nặng, việc đưa ra những quy định cùng án phạt được nhiều đội bóng áp dụng với cầu thủ trong đợt nghỉ Tết. Sau khi trận Hoàng Anh Gia Lai Bình Định hoãn, đội bóng rách vỏ di chuyển về Quy Nhơn và lập tức quyết định cho toàn đội nghỉ Tết sớm. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng hồi quân trở lại vào ngày 4 Tết. Với gần nửa tháng nghỉ Tết, việc các cầu thủ sinh hoạt, tập luyện thế nào được huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đặc biệt quan tâm. Còn nhờ năm ngoái khi Bình Định nghỉ Tết, cựu cầu thủ Thể Công cũng đưa ra quy định rất nghiêm ngặt khi cầu thủ bị phạt theo kiểu đánh vào kinh tế nếu tăng canh. Cụ thể trọng lượng tăng so với thời điểm trước khi nghỉ Tết, bị phạt 1 kg là 1 triệu đồng. Ngược lại nếu cầu thủ giảm canh được thưởng tương ứng 1 kg là 500.000 đồng. Năm nay huấn luyện viên Đức Thắng đổi chiêu với hình phạt tập nặng gấp đôi, thậm chí gấp 3 giáo án với cầu thủ nào tăng trên 1 kg. Cựu cầu thủ Thể Công cho biết toàn đội được quán triệt các quy định và hứa có ý thức cao trong việc tập luyện, ăn uống, ngủ nghỉ khoa học. Hạn chế tụ tập nơi đông người, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cho biết trước khi về với gia đình, các cầu thủ Bình Dương được yêu cầu phải duy trì tập luyện, đồng thời hạn chế tụ tập nơi đông người, ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, phòng dịch Covid-19. Đây cũng là những yêu cầu của 14 đội bóng V-League khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đặc biệt với các cầu thủ Than Quảng Ninh, các cầu thủ phải ở lại đội bóng trong dịp Tết và trở lại tập luyện dự kiến vào ngày 4 Tết.